Chiều này tôi sẽ cùng với các bạn trao đổi với nhau về vấn đề về nghị quyết 36. Trong thời gian qua thì chúng ta được nghe nhiều người nhắc tới nghị quyết 36, thì mọi người cũng có một số người chưa hiểu nghị quyết 36 là gì và cái việc thực hiện nghị quyết 36 ra sao. Thì trước mắt thưa các bạn, nghị quyết 36 nó cũng giống như những nghị quyết khác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một cái văn kiện có cái định hướng chiến lược về công tác người Việt ở nước ngoài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở đây chúng ta thấy rất rõ một điều, đó là sau chiến tranh thì sự chia rẽ giữa những cái nhóm người đã đánh thuê cho Mỹ để mà tàn phá quê hương chúng ta đấy, nghĩa là khi thực hiện cái chiến lược gọi là ngăn làn sóng cộng sản ở Đông Dương, thì Mỹ đã tham gia vào cuộc chiến ở Việt Nam. Trong đó qua quá trình thất bại ở trên các mặt trận ở Việt Nam thì Mỹ đã có kế hoạch thay màu sát chết, có nghĩa là lấy người Việt đánh người Việt, và qua đó thì Mỹ đã tuyển dụng những cái đối tượng trước đây đã từng phục vụ cho Pháp và của triều đình phong kiến. Và vì điều đó cho nên là một bộ phận này đã đánh thuê cho Mỹ và được Mỹ trả lương. Chúng ta gọi đây là một đội quân đánh thuê, và chính những người lãnh đạo của cái nhóm người này được gọi là nhóm người Việt Nam Cộng Hòa đấy, thì họ cũng xác nhận họ là một đội quân đánh thuê. Sau chiến tranh thì ngoại trừ cái việc là họ phải thua trận thì họ phải chấp nhận cái hoàn cảnh thua trận, thì một bộ phận còn lại nó vẫn cai cú hận thù. Thứ nhất là cai cú hận thù có hai loại. Cái loại thứ nhất ấy, đó là cai cú hận thù vì mình thua trận. Đó là người ta nói là người quân tử là biết thắng biết thua, nhưng ở cái đối tượng này thì nó lại không chấp nhận thua trận mà nó cho rằng nó bị bức tử, bởi vì nó chưa đánh được gì mà do Mỹ không viện trợ nữa cho nên nó mới thua, nó mới chết. Bởi vì người Cộng sản vào thời điểm đó khẳng định một điều, đó chính là họ đánh Mỹ chứ họ không có đánh Việt Nam Cộng Hòa. Họ cho rằng Mỹ là cái đối tượng mà họ cần đấu tranh, và họ khẳng định một điều rằng đó là khi mà nơi viện trợ tất cả, ta nói là khi mà hành quân đấy, trong binh Pháp đấy, thì khi hành quân người ta nói là gì, đó là quân chưa đi thì lương thảo đã đi. Vì vậy cho nên là đánh vào lương thảo của quân chính là cái cách mà trước nay các cái nhà quân sự đều làm. Vì vậy cho nên là những người cộng sản cũng nắm bắt được vấn đề này và đã đánh vào đúng cái tâm điểm, đó chính là nồi cơm của cái Việt Nam Cộng Hòa. Đó là đánh vào bu của nó bằng những cái phong trào phản chiến ở Mỹ, bằng các cái cuộc tuần hành phản chiến của người nhân dân Mỹ cũng như nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới chống lại chiến tranh. Và vì vậy cho nên là Mỹ buộc phải rút khỏi Việt Nam. Và do một Mỹ rút khỏi Việt Nam cho nên là cái nguồn tài trợ cho cái nồi cơm của cái đội quân đánh thuê này nó cũng mất đi, nó giảm đi, nó mất đi, và cuối cùng nó phải chết. Do vậy cái một cái bộ phận người chết mà họ cho rằng họ thua trận không phải là do họ đánh thua mà là do họ bị bức tử chết. Cho nên cái đám cai cú hận thù này nó vẫn còn ở đây, và chúng ta thấy một bộ phận hiện tại nó vẫn còn nói như thế. Cái thứ hai đó chính là một cái đối tượng, đó chính là đối tượng hận thù về chế độ. Có nghĩa là ngày khi mà họ đánh thuê cho Mỹ thì cái đầu tiên mà họ được nhồi nhét đó chính là họ chính là cái tiền đồn chống cộng cho Mỹ. Vì vậy cho nên là các cái nhận thức của họ về người cộng sản đó là hoàn toàn là những cái hoạt nhận thức xấu xa, như là cộng sản răng đen mã tấu khát máu người, rồi rừng rú thế này thế khác. Cho nên là một số đối tượng hận thù chế độ do mình đánh thua là một việc, mà sau đó là mình thua trong cái gọi là cái lằn ranh quốc cộng. Ở đây vì vậy cho nên là chúng ta thấy là cái sự đoàn kết của dân tộc ta sau chiến tranh gần như là nó rất là khó khăn. Mà chúng ta thấy được rằng là cái Bác Hồ đã nói rồi, cái chủ trương là đoàn kết, đại đoàn kết, và thành công, đại thành công. Chính vì cái chủ trương này mà Bác Hồ mới nói được, cho chúng ta thấy được rằng sự đoàn kết cũng giống như một bó đũa sẽ giúp cho dân tộc chúng ta mạnh mẽ hơn. Chính vì cái điều đó mà
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những cái chủ trương đoàn kết sau chiến tranh. Dĩ nhiên là Bác Hồ mất trước đó, nhưng mà những cái tư tưởng của Bác Hồ được Đảng Cộng sản Việt Nam cụ thể hóa, và chúng ta đã có ra đời được cái nghị quyết 36 về cái công tác người Việt ở nước ngoài, đó là mong muốn hướng người Việt về với quê hương đất nước, hòa giải với nhau, hòa hợp với nhau để bỏ đi hận thù, gác lại hận thù để mà tiến tới tương lai. Chúng ta gọi là gác bỏ đi quá khứ và hướng tới tương lai. Đấy. Tuy nhiên thì trong suốt thời gian qua, cái nghị quyết 36 này được triển khai chủ yếu là thông qua các kênh của Bộ Ngoại giao, có nghĩa là những cái sau khi nghị quyết ban hành thì phân công các cái cơ quan nào thực hiện nghị quyết này, và như thế thì gần như chỉ là những người ở cái tầm cao hơn, đó là những quan chức được tiếp cận với nghị quyết và thực hiện nghị quyết 36. Ngoài mặt thì chúng ta thấy được đó là một số người, một cái cộng đồng người Việt chống cộng ở hải ngoại, họ đang chống đối quyết liệt nghị quyết 36. Họ sợ rằng cộng sản làm công tác dân vận tốt quá sẽ làm mất đi cái phong trào chống cộng của họ, làm chia rẽ cộng đồng chống cộng của họ, cho nên là họ chống đối quyết liệt ở hải ngoại. Vì vậy cho nên là cái công tác đảm bảo về cái công tác người Việt ở nước ngoài trong suốt thời gian qua, dù đã có những cái bước tiến bộ, như là chúng ta đã đạt được những cái kênh truyền thông của mình như VTV4, như là một số các cái cộng đồng người Việt yêu nước ở tại hải ngoại cũng đã được hình thành. Vì điều đó mà chúng ta thấy được rằng cái sự thành công bước đầu của nghị quyết 36 là rất khả quan. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng là đối với người Việt Nam ở trong nước thì nghĩ gì về nghị quyết 36? Thực tế thì người dân trong nước chúng ta ít biết đến nghị quyết 36, bởi vì nghị quyết 36 là một cái chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam để mong muốn hòa hợp, hòa giải, đoàn kết dân tộc, gác lại tất cả mọi hận thù trong quá khứ để mà hướng tới tương lai, để mà giúp cho dân tộc ta đoàn kết hơn. Dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới thì dù là người Việt Nam với nhau, đoàn kết với nhau để xây dựng quê hương đất nước, để đất nước ta ngày càng phát triển hơn. Đó chính là cái mục đích của nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nghị quyết này rất phù hợp với cái lòng của người dân chúng ta. Do vậy cho nên là khi mà tiếp cận nghị quyết 36 thì nhiều người dân Việt Nam chúng ta cũng rất ủng hộ và cùng với đảng thực hiện nghị quyết 36. Đó là vì trong thời gian qua chúng ta tiếp đón rất là nhiều những người từ hải ngoại trở về với tấm lòng rộng mở, dù rằng trước đó họ đã có những cái hành vi chống đối cực đoan. Và tôi cụ thể các bạn thấy đó là ông Nguyễn Phương Hùng là một cái đối tượng mà chúng ta thấy rất rõ ràng. Trước đây ông Nguyễn Phương Hùng là một người chống cộng cực đoan ở hải ngoại. Và tôi khẳng định với các bạn là chống cộng đến mức độ ông ấy giả què, giả thế này thế khác, khóc lóc ỉ ôi thế này thế khác ở hải ngoại, chửi Đảng Cộng sản, chửi Bác Hồ không ngớt. Nhưng mà chúng ta hay khi thấy ông ta khóc lóc về quê hương, khóc lóc thế này thế khác và mở rộng vòng tay, đó là tiếp nhận ông ta trở về với lòng yêu thương và mến mộ. Tất cả chúng ta lại quên mất là người dân chúng ta cũng thực hiện nghị quyết 36 theo cái tinh thần của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là hòa hợp dân tộc, đoàn kết dân tộc. Nhưng mà một số rất nhiều những đối tượng chống phá thì không nói rồi, chống phá nghị quyết 36 không nói rồi, nhưng mà một số đối tượng lại lợi dụng nghị quyết 36 để thực hiện những cái mưu đồ. Các bạn thấy đấy, vì nghị quyết 36 mà người dân trong nước chúng ta hạn chế rất nhiều về cái lời ăn tiếng nói đối với người hải ngoại. Ví dụ như là chúng ta trước nay chúng ta chửi bao que, chửi thế này thế khác, nhưng mà kể từ sau khi có nghị quyết 36 cũng như là biết được chủ trương của đảng, lòng dân của chúng ta cũng rất là hợp với cái ý của đảng như thế. Cho nên là chúng ta cũng bớt lời đi, cũng ít có những lời nói nặng lời đối với những người ở hải ngoại, dù rằng họ đã có những cái việc làm, những cái hành động rất là gây khó khăn cho đất nước cũng như là chống phá lại đất nước ta, như là việc họ không cho người dân bản địa, không cho cái nước sở tại của họ có giao lưu, giao hảo, giao thương làm ăn với đất nước chúng ta. Họ cấm không cho những người ở hải ngoại. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rất là rõ là nghị quyết 36 của chúng ta trong suốt thời gian qua, một phần được thực hiện từ phía Bộ Ngoại giao cũng như một số các cơ quan ban ngành, mục đích là hướng người Việt ở hải ngoại, mong muốn họ có cái tâm thế đó là làm sao phát triển văn hóa tại nước sở tại, phát triển kinh tế văn hóa và phát triển về cái
cũng như là dạy ngôn ngữ hay tất cả những hoạt động để giúp cho cái người Việt ở hải ngoại không mất đi cái truyền thống văn hóa của người Việt của mình ở tại hải ngoại. Đó chính là cái tinh thần của Nghị quyết 36. Tuy nhiên thì việc chống đối của Nghị quyết 36 này nó đã rất là đã trong cộng đồng người Việt nó đã xảy ra rất là lâu, và nó thành lập ra rất nhiều ủy ban này nọ với sự lo lắng lo sợ của họ. Họ cho rằng đó là cái cộng đồng cờ vàng này nó cảnh giác nhau, nó sợ mất đi, nó sợ Nghị quyết 36 sẽ làm cho cái cộng đồng cờ vàng bị chia rẽ phân hóa và mất đi cái lá cờ vàng của họ, cho nên họ rất là sợ. Và chúng ta khẳng định một điều rằng là tất cả chúng ta đều có thể xem Nghị quyết 36 ở trên mạng xã hội, ở trên Facebook, hoặc là có thể là trên mạng Internet là rất là nhiều. Và cái Nghị quyết 36 này là nghị quyết, giới thiệu các bạn đây là nghị quyết của Bộ Chính trị. Và ở đây là nó nói nghị quyết này nói về cái công tác người Việt ở nước ngoài, và cái nghị quyết này nó đánh giá cái tình hình người Việt ở sinh sống ở trên các nước đấy. Tuy nhiên thì bản nghị quyết này cũng nêu ra mấy vấn đề, đó là một số người Việt ở hải ngoại đi ngược lại với cái lợi ích chung của dân tộc và ra sức chống đối đất nước, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại của Việt Nam. Chúng ta thấy đó là cái vấn đề ở hải ngoại. Còn về vấn đề trong nước chúng ta thì người dân chúng ta dòm cái nghị quyết 36 như thế nào? Thì như lúc nãy tôi nói với các bạn đó là người dân chúng ta rất là ủng hộ cái ý của đảng, cái lòng dân chúng ta rất là ủng hộ cái ý của đảng, bởi vì cái sự đoàn kết này nó đi từ cái truyền thống của dân tộc ta, cái truyền thống đoàn kết thân ái, và chúng ta gác lại quá khứ. Thì vì vậy cho nên là người Việt trong nước chúng ta ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam nghị quyết 36 này rất là nhiệt tình. Tuy nhiên thì một bộ phận người ở hải ngoại họ lại hiểu nhầm rằng để thực hiện nghị quyết 36 thì ở Việt Nam chúng ta, cả Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam và người dân Việt Nam phải quỵ lị họ, phải năn nỉ họ. Đó, cho nên là họ giống như là ra điều kiện với chúng ta. Trong suốt thời gian các bạn thấy rõ ràng rằng nghị quyết 36 là sự hòa hợp giữa hai bên. Và những người như Đảng Cộng sản Việt Nam, như là dân dân trong nước chúng ta là những người đứng ở trong cái tâm thế chiến thắng và dang rộng vòng tay tha thứ đối với những người đã lầm lỗi với đất nước. Ngày xưa họ bỏ đất nước ra đi khi đất nước khó khăn, và họ ở bên đó có những hoạt động chống phá đất nước, làm cho đất nước khó khăn vô vàn nhiều bề. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là họ là những cái người gây hại cho đất nước chúng ta, nhưng chúng ta vẫn giang tay chào đón họ, vẫn tha thứ cho họ. Nhưng mà qua nghị quyết 36 thì họ cho rằng chúng ta là những người lệ thuộc họ, và gần như là họ muốn chúng ta phải là quỵ lị họ thì họ mới chịu. Do đó nên là tôi cho rằng cái quan điểm đó của họ là sai. Chúng tôi thấy rằng là trong cái người Việt, cái người trong nước của chúng ta đấy là thực hiện nghị quyết 36, đó là thực hiện trên cơ sở công bằng. Chúng tôi dang rộng vòng tay và nhiệt tình chào đón các anh chị, nhưng các anh chị cũng phải hòa hợp với chúng tôi bằng cách là các anh chị cũng gột bỏ hận thù, hay gột bỏ hận thù để hòa giải với chúng tôi, hòa hợp với chúng tôi. Rõ ràng là nếu nếu chỉ có một phía của nhân dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam hòa hợp với các vị, nhưng các vị là không muốn hòa hợp, các vị cứ muốn chống phá mãi, thì làm sao hòa hợp được? Các vị nên nhớ rằng để hòa hợp với nhau thì nó phải đến từ hai phía, tình yêu thương nó đến từ hai bên. Và dĩ nhiên cái sự dang rộng vòng tay của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam thông qua nghị quyết 36 chính là cái con đường, chính là cái cơ hội, sự nhún nhường của nhà nước Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhân dân Việt Nam với các vị. Đó là một ơn nghĩa rất lớn đối với các vị rồi. Nhưng mà thời gian qua các vị vẫn vô tư chống phá, thậm chí là lợi dụng nghị quyết 36 để trục lợi cá nhân, thậm chí là lợi dụng nghị quyết 36 để mưu đồ chính trị, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc và cao bằng lịch sử. Như trong thời gian qua chúng ta đã tiếp nhận rất nhiều những người Việt kiều trước đây chống đối về nước, nhưng muốn hòa hợp với những người đã lầm lỗi với đất nước, nhưng cái sự hòa hợp đó phải đến từ hai phía. Chúng tôi đã dang rộng vòng tay, chúng tôi đã dang tay tha thứ, thì chính các vị ở bên kia cũng phải gột bỏ hận thù, cũng phải cùng với chúng tôi bắt tay nhau xây dựng đất nước, chứ không phải là mang cái tư tưởng hận thù. Bởi vì chúng ta hòa hợp với nhau là các vị phải chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nghĩa là các vị phải chấp nhận rằng các vị là những người thua cuộc,
và chấp nhận rằng đó những con người đang ở trong đất nước này, đang xây dựng đất nước này là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và các vị cùng về đây hòa hợp, nghĩa là các vị cùng bỏ qua hận thù, cùng chúng tôi bắt tay xây dựng đất nước. Chứ không phải là chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam tha thứ và hòa hợp giang tay ra, còn các vị cứ cầm súng mà chỉ cầm dao mà chỉ vào chúng tôi. Đó chính là cái điều mà tôi muốn nói với các bạn. Nghĩa là nhân dân Việt Nam rất muốn hòa hợp, hòa giải theo tinh thần của nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng còn lại phải đánh giá cho thật rõ những người hải ngoại có lòng, có tâm để hòa hợp hay không. Nếu họ không có lòng, không có tâm thì phải đánh giá đối tượng nào, như thế nào để không để họ lợi dụng cái nghị quyết 36 này để chống phá đất nước chúng ta. Rõ ràng trong thời gian qua việc trong cái việc mà hòa hợp thì tiếng nói của một số người hải ngoại đã bắt đầu len lỏi vào cộng đồng mạng chúng ta, cộng đồng xã hội chúng ta, để mà có những hoạt động như xuyên tạc lịch sử, cao bằng lịch sử, cũng nới rộng vòng tay cũng như là giang tay và có những cái hành vi hành động tha thứ cho những người đã từng lầm lỗi với đất nước và cùng với Đảng nhà nước thực hiện nghị quyết 36, đó là cùng với Đảng nhà nước mở rộng vòng tay đón chào tất cả những cái người hải ngoại mà có thật tâm thật lòng muốn về quê hương đất nước để đầu tư, để kinh doanh, để sinh sống hay là để làm bất cứ, để mà phát triển văn hóa hay là giúp đỡ cho đất nước chúng ta phát triển hơn. Đó chính là cái điều mà tôi hy vọng là bà con nhân dân Việt Nam chúng ta cùng với Đảng nhà nước thực hiện nghị quyết 36 thật tốt trên tinh thần là đoàn kết. Và như Bác Hồ đã nói là đoàn kết, đại đoàn kết, là thành công, đại thành công. Nhưng chúng ta phải tỉnh táo, không để người khác lợi dụng nghị quyết 36 để trục lợi, để lợi dụng chúng ta để mà chống phá đất nước chúng ta.